vàng đây ấy, thì mọi người biết rồi, cái sữa rửa mặt Hu Vàng này Hà cũng bán là 30 đồng một set luôn nha cả nhà nha. Hu Vàng này ấy, thì mọi người biết là nó tinh, nó được chiết xuất từ sâm luôn nha. Rửa mặt của nó thơm, thơm đặc biệt một cái là nó thơm mùi sâm. Thơm mùi sâm rất là thích nha cả nhà nha. Và cái này thì nó là cái mà nó chống, nó cấp ẩm cho mình, chống lão hóa cho mình cực kỳ tốt và săn chắc da mình. Thật sự là rất là tốt luôn. Và rửa mặt lên nó thơm mùi sâm lắm nha cả nhà nha. Thì cái set này á, Hà cũng sale là 30 oi một set luôn nha. Mình được một cái tip lớn như vậy là 180ml nha cả nhà. Mà mình được tặng thêm một cái tip nhỏ như vậy để mình đi du lịch đâu mình xài luôn nha. Nó cũng rất là tiện, nó này nó 40ml á cả nhà. Xài lâu lắm cả nhà. Xài rất là lâu nha. Xài lâu cực kỳ luôn á. Đó, cái set Hu Vàng nha cả nhà nha. Cái này đó là Hu Vàng, cấp ẩm, chống lão hóa, làm săn chắc da cho mình. Xài một thời gian á, tất cả là nó trắng da hết luôn đó nha cả nhà nha. Như thấm ra thấm xài thời gian là da trắng luôn á cả nhà. Trắng trắng da mặt luôn á. Xài lên là nó trắng luôn á. Còn như